Hi, xin chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nấu ăn của mình Ngày hôm nay mình xin chia sẻ món ăn cá trê kho hành ớt Và bí quyết kho cá trê không bị tanh nha Rất là đơn giản và dễ làm Thì ở đây mình đã chuẩn bị sẵn là cá trê Cá trê này các bạn nhớ là mình chà với muối rồi với chanh nữa rồi mình nấu nước ấm mình chà nhớt nó nha rồi mình lấy mình nhớ lấy cái cục máu tanh của con cá ra rồi làm sạch bên trong của nó nói chung là rửa cho kỹ kỹ và sạch nhớt nha các bạn rồi mình cắt khúc vừa ăn mình để ráo nước như thế này ở đây là hành lá gốc hành tỏi băm và ớt ớt này thì mình để vô con cá để khử mùi tanh của cá trước khi kho cá thì các bạn nhớ là mình sẽ ớt cá nha mình sẽ cho chút xíu nước mắm vào trong cá cá này là mình rửa kỹ lắm luôn á rồi mình để ráo nước rồi mình sẽ cho nước mắm vô mình ốp mình sẽ cho bột ngọt vào đây hạt niêm cà no mình cho một muỗng đường mình cho lá hành này vô cho gốc hành nữa nha với lại cho ớt vào Giờ thì mình sẽ cho màu dầu điều vào trong con cá Để khi mình kho lên cái màu cá nó rất là đẹp Còn nếu không có màu dầu điều thì mình cho nước màu Không thôi thì mình thắng nước màu trên cái chảo Rồi mình cho cá vào nha Giờ thì mình sẽ trộn lên cho cá nó thấm hết gia vị Với lại cá nó không còn bị tanh nữa nha Mình ớt khoảng 15 phút Rồi mình sẽ đem đi kho Đợi vô ăn nóng mình cho tỏi vào Mình cho gốc hành vào luôn Mình phi cho gốc hành với lại tỏi nó vàng nó thơm rồi mình sẽ cho cá vào Giờ thì mình sẽ cho cá vào khi mà cho cá vào rồi á thì các bạn khoan hãy chế nước vô nha mình sẽ làm cho con cá nó săn lại và nó thơm với tỏi với hành á cho nó khử mùi tanh của cá và miếng thịt cá nó sẽ dai ngon hơn nha với lại cá nó thấm đều gia vị hơn nên đợi cá săn rồi mình hãy cho nước vào cá nó 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 săn một bên rồi thì mình trở về nó nha cho nó thấm hết gia vị và nó thơm con cá mình đợi hơi cạn nước chút xíu rồi mình hãy cho nước vào trở về con cá cho nó thấm hết gia vị luôn cái thịt cá nó thơm các bạn nhìn miếng cá nên nó lên màu vàng rất là đẹp và thơm mùi hành ớt lắm luôn á bây giờ thì mình sẽ cho nước lọc vào đây Vậy là xong rồi nè Mình sẽ đợi cá chín thôi nha Đợi chút xíu nữa mình nêm lại lần nữa Hồi nãy giờ mình kho là được 4-5 phút rồi đó Cá nó đã chín rồi nè Thì bây giờ các bạn sẽ nêm lại một lần nữa cho hộp khẩu vị của gia đình các bạn nha Thì mình đã nêm lại rồi Bây giờ như vậy là được rồi nè Mình chừa một chút xíu nước lại để mình chấm với dưa leo không thôi rau sống còn các bạn không thích có nước thì mình nấu cho nó cạn cạn xíu nha giờ thì mình sẽ cho lá hành lên đây tại vì kho hành ớt nên mình sẽ cho hành còn nếu các bạn kho tiêu thì mình cho tiêu vô là thành món cá trê kho tiêu bây giờ mình sẽ cho ớt lên đây rất là thơm luôn á có chút xíu nước để mình chấm với rau ăn rất là ngon còn thích tiêu thì các bạn bỏ, ra, bỏ tiêu vô nha Vậy là xong rồi mình sẽ cho ra dĩa Giờ thì mình sẽ đem ra cá trê kho hành ớt này cho gia đình mình cùng thưởng thức và ăn cơm trưa nha Thì cái này mình sẽ chấm với rau sống, mình mời cả nhà cùng thưởng thức nha Mình chúc cho các bạn luôn nấu ăn ngon và thành công với món cá trê kho hành ớt này Video của mình đến đây đã kết thúc Cảm ơn các bạn đã xem video nha, máy bay và chào tạm biệt các bạn